cái gì mà nó nuôi kẻ siêng lẫn người lười như là người con không phân biệt. Thì ở đây trong kinh Đức Phật giải thích đó chính là mưa. Nhưng mà cái hai câu cuối là hai câu mà rất là dễ hiểu lầm. Mưa trì mạng chúng sanh y cứ vào địa đại. Cái câu này được nghe rất là kỳ. Hai câu Pali cuối là nó bổ sung cho cái hai cái câu trước đó. Đây. Đây. Cái gì mà nó như là một người mẹ lo cho các con không có phân biệt, dầu đó là đứa lười hay đứa siêng, thì cái câu trả lời đây là chính là mưa. Mưa giống như người mẹ, gieo chan hòa khắp nơi, mưa rơi xuống không phân biệt nơi chốn thời điểm nha. Mưa rơi xuống khắp nơi không phân biệt đối tượng và cũng không có lựa chọn nơi chốn, chỗ nào mưa được thì mưa cứ rơi nha, kẻ nào cũng được hưởng, gọi là cũng được cái ân triêm lợi lạc từ mưa, ân triêm lợi lạc. Nhưng mà cái câu cuối cùng á, hai câu cuối đó là gì? Quýt thinh phu ta upa chì hoành tỷ, là các loài hữu tình sống dựa vào mưa. Rồi cái dê ba na bông bắt thân quýt ta, ở đây mình phải dịch thế này là cái chữ quýt thinh phu ta đó, chữ phu ta này nè, các bạn thấy cái chữ phu ta hay không? Ở trong cái câu thứ nhất, quýt thinh phu ta upa chì hoành tỷ, thì chữ phu ta này nó phải đi liền với câu cuối cùng. Phu ta dê ba na bát tông vít ta, đối với những cái loài mà sống dựa vào mặt đất, hai câu là phải dịch lại với loài sống trên đất. Phải luôn cậy nhờ mưa. Cái câu cuối phải dịch như vậy, chứ còn mà nếu mà thì cái này ngày dịch chỉ những cái những dịch sát, mà còn dịch chỉ những sát sát kỹ, mà còn dịch sát cả cái trật tự nữa, thì dịch sát dịch cả cái dịch đúng cái trật tự của câu kệ thì kỳ lắm. Cái người Ma Kiệt Đà họ đọc có thể họ hiểu, nhưng mà người người Việt Nam mà là một cái người mà dân tộc khác họ đọc họ chịu mà nói. Thì cái là cái cấu trúc của Bali như vậy đó. Quýt thiên phu ta có chi bằng tí dê ba na ba thân quýt ta, như vậy ở đây là phải dịch thành đối với những loài mà sống dựa trên mặt đất đó, ba thân quýt ta, những cái loài nào dê ba na ba thân quýt ta, cái loài nào mà sống dựa trên mặt đất thì quýt thiên úc có chi bằng tí phải sống dựa vào mưa. Ok, mà cái tôi rồi tiếp theo là cái câu gọi bài kệ, gọi là bài kệ không tranh luận. Cái bài kệ này tôi nghĩ rằng không cần thiết phải giải thích, bởi vì trong chú giải đó, cái phần trong chú giải thì cái bài kệ này cũng giải thích nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Cái bài kệ vừa rồi đó không có giải thích nghe nó kỳ lắm, nhưng mà bài kệ này thì ok. Cái bài kệ này cái chữ không tranh luận ở đây đó nó từ cái chữ Pali là Arana, mình dịch là vô tránh hay là vô tranh đều được hết nha, tránh hay là tranh đều được hết, nó đồng nghĩa. Thì cái chữ rán nát ở đây nè, rán nát ở đây đó là phiền não nha, cái chữ rán nát ở đây là nó đồng nghĩa với phiền não. Là tại sao? Là bởi vì cái chữ rán nát nó nghĩa gốc nó là cái sự xung đột, nó là cái sự xung đột, cũng có nghĩa là sự tranh luận, mà cái nghĩa gốc nó là sự mâu thuẫn, nó là sự xung đột. Mà ở đâu có phiền não thì ở đó có xung đột. Làm sao? Là hãy có cái thích thì nó phải có cái không thích.
nó có cái thương thì nó phải có cái ghét. Và tất cả những cái mâu thuẫn, những xung đột trên thế giới này 100% nó đều xuất phát từ hai cái này, hoặc là thích hoặc là ghét. Cho nên cái chữ rana ở đây phải dịch là mâu thuẫn, xung đột. Đó, đây là dịch là mâu thuẫn và xung đột. Thì ở đâu có phiền não thì ở đó có mâu thuẫn, ở đâu có phiền não thì ở đó có xung đột. Nghe đối với bậc thánh, ngay cả cái chuyện sống chết cái này còn không coi nó ra gì, thì xá chi là ba cái chuyện thành bại, đắc thất, danh hư, tiêu trưởng, tất cả những cái đó nó không có nghĩa lý gì hết. Còn mình á, thì ngoài cái chuyện mà sợ sống, ham sống sợ chết, trốn khổ tìm vui, mình còn gọi là đấu tranh giành giật với nhau từng cái lợi ích nhỏ xíu hơn thua nhau từng cái chuyện nhỏ xíu. Biết bao nhiêu vụ án đau lòng ở trong nước nó chỉ xuất phát từ một cái động cơ rất là nhỏ, nó nhỏ đến mức mà cái người nước ngoài không tin. Đó là Việt Nam mình có cái gọi là nhìn điểu, cái việc có đọc báo thấy cái đó không, chỉ là nhìn điểu là đủ chém nhau chết rồi. Tại nguyên đám thanh niên đang ngồi rồi, cái có thằng nào nó đi ngang mà cái cách nhìn, cái con mắt, cái ánh mắt của nó bị đánh giá, là biết đúng hay không, mà chỉ cái bị đánh giá là nhìn điểu, là cái đà người ta chém nhất ngắt. Rồi cả đám thanh niên đang ngồi mà có người chạy hơn đang ngang mà họ chỉ nẹt bô đó, cái chắc là bị biết nẹt bô mà nó rú ga đó, mà nó rú ga liên tục hai ba cái vậy đó là bực, là coi như cũng chém mà ta chết. Cho nên là đó là những chuyện nhỏ xíu thôi, nói chi là những cái quyền lợi liên hệ đến tiền bạc, đến tình cảm, tranh giành lãnh địa làm ăn vân vân và vân vân. Thì những cái đó, cho nên tất cả những cái phiền não nói chung nó được xem là cái nguồn, cái gốc, cái cớ sự, cái căn cớ, cái nguồn cơn cho mọi xung đột ở đời. Cho nên ở đây ra năm tiết cầm tâm tiết y tì hệ ra nè, có nghĩa là cái chữ ra ná ở đây đó nó là xung đột hay là mâu thuẫn, nhưng mà nó được ám chỉ cho tất cả các phiền não. Rồi thì chỉ vì hơn thua với nhau một chút thôi, chỉ vì mình thấy chướng mắt, hoặc là chỉ vì mình thích cái món đồ đó một chút thôi, năm chỉ vàng cũng đủ để mình giết người, hoặc chỉ vì một cái nhìn điểu cũng đủ để mình giết người là vậy đó. Cái tiếp theo đó là trong cái bài kệ này nè: ai không tranh luận đời, ai sống không hoại diệt, ai rõ ham muốn đời, ai thường xuyên tự tại. Thì ở đây Đức Phật cái câu hỏi đó là ai không tranh luận với thế gian, thì ở đây ngài ngài xài cái chữ samani với arana lô kề, là samana cộng với ý thác. Ý thác là ở đây ha, mà cái này nó có cái điểm hay thế này nè, mình thấy cái chữ arana nó là tranh luận hay là xung đột nha, mà ngài cố ý ngài dùng cái chữ samana, ngài có thể xài chữ khác chứ, nhưng mà ngài xài chữ samana rất là hay. Chữ samana là sa sa môn, mà cái động từ của nó là samiti, có nghĩa là làm cho lắng im hay hoặc là làm cho nó yên tĩnh. Cái động từ là samiti, samiti mà từ cái căn là sam, bởi từ đó mới ra, nó mới ra cái chữ samatha là thiền chỉ đó. Cái samatha hay là cái samana nó cùng một căn, nó cùng một cái nghĩa gốc, có nghĩa là chữ sam. Chữ sam có nghĩa là làm cho yên tĩnh, làm cho yên tĩnh, làm cho nó được lắng yên, nếu không có ồn ào, không làm cho nó sôi sục thì gọi là samiti. Rồi còn cái danh từ là samana là sa môn, những cái người mà có cái nội tâm thanh tịnh. Và cái samatha là cái pháp môn làm cho cái tâm mình nó yên tĩnh, samatha gọi là chỉ tịnh, chỉ đúng là cái chữ chỉ thì nó là lấy cái ý thôi, chỉ là dừng, còn tịnh là cho nó yên, cho nó đừng lăng xăng cái tâm viên ý mã nữa. Học thì học phải nhớ cái đó. Thì ở đây đó, cái sa môn đây là phải là cái người mà có tam nghiệp thanh tịnh thì mới gọi là sa môn chứ, mà ở đây còn nói thêm nữa đó là khi na sa vát,
tôi nêu sẽ để chú giảm để là khi nào sẽ quá sớm anh đó, tức là lậu tận sa môn. Trong đây nó rõ là lậu tận sa môn. Sa môn ở đây đó phải là bậc lậu tận. Lậu tận ở đây là ai? Lậu tận ở đây là đó giờ mình hiểu lầm đó là hai là chỉ có La Hán. Thật ra đó, là bữa tôi coi chú giải thì chú giải nó được hợp lậu tận ở đây là chỉ cho vị A Na Hàm trở lên nha. Mà tôi thấy cũng có lý. Sa môn ở đây ám chỉ bậc thánh vô lậu. Rồi các vị sẽ hỏi tôi dựa vào đâu, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà nói rằng sao bậc lậu tận mà là kể luôn Anna Hàm. Thì tôi xin nói nhắc là quý vị nhớ ha, là trong cái bài kinh thường chủng đó, ở trong tương ưng bộ đó, ở trong tăng di bộ, Đức Phật này dạy rằng có những cái hạng những chúng sinh mà nó không có sự chết. Nghĩa là ai trên đời này cũng sự chết, chỉ trừ ra một vài cái đối tượng đặc biệt, đó là cái loài thuần chủng, rồi thú thuần chủng lòng kiêu mạn nó lớn lắm cho nên nó không sợ chết. Rồi cái thứ hai là bậc lậu tận, thì lậu tận đây là cái bậc A Na Hàm trở lên ấy là không sợ chết, thì A Na Hàm đâu còn tâm sân nữa mà sợ, sợ là tâm sân mà ha. Thì thứ nhất là thú rừng lừng chủng nó không sợ, là vì cái mạn nó lớn quá, nó kiêu mạn lắm, những loài thú mà nó thà chết chứ nó không có biết sợ. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là cái bậc lậu tận, mà hồi nhỏ tôi không biết mà lớn tôi thiếu tin, như ở bên 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 Mỹ phía sau nhà tôi nó có một cái khu rừng, cách cái hồ có khu rừng lớn, thì tôi dĩ nhiên rừng là cái chỗ mà Florida là chỗ rắn nhiều lắm, rắn độc không mà xứ nóng mà rắn độc lắm, sau nhà có mấy con rắn mà nó thấy đường, ban ngày nó thấy đường, dĩ nhiên ban đêm thì tuyệt vời, nhưng ban ngày nó thường nó chỉ di chuyển bằng cái khứu giác của nó thôi. Mà tôi lấy cái cây dít nó đi đó, mà tôi nhìn cái tướng là tôi đã thấy ớn rồi, nó còn khúc thôi mà nó mập, mà cái đuôi nó ngắn, mà mình lấy cái cây mình chỉ chạm nhẹ vào nó là nó mổ lia lịa, nó không sợ chết. Mà không biết nó có phải là thường trú hay không tôi không biết, nhưng mà nó có những cái loài nó vậy đó, nó không sợ chết. Còn mình thấy vậy, mình co rúm mình lên, nhất là phụ nữ mình gặp con gián, gặp con thằn lằn, con chuột, cái là mình dựng bắn người lên nha. Nhưng mà mấy con thì không, nó phản ứng thứ dễ sợ lắm. Thì tôi muốn đi xa là tôi muốn nói chỉ lậu tận nghĩa là vậy đó, có nghĩa là từ cái vị A Na Hàm trở lên thì trong trường hợp nào đó thì bao gồm cả vị A Na Hàm, chứ cái chữ lậu tận ở đây là ám chỉ cho vị đó không còn dục ái và sân nữa thì cũng gọi là lậu tận, và chấm dứt hết cả 10 phiền não thì cũng gọi là lậu tận. Nhưng mà trong trường hợp đặc biệt nào đó thì chỉ lậu tận thì ám chỉ cho cái vị A Na Hàm. Ok. Rồi tiếp theo á là cái bài kệ này, tiếp theo bài kệ bữa nay mình có cuối cùng rồi, bữa nay là giảng xong mấy giờ không cần biết, chỉ cần mình giảng xong bài kinh này là coi như là nghỉ. Vì Sa môn thì không có tranh luận với đời, không có đấu tranh với đời nha, có nghĩa là làm sao đấu tranh được, ngài có tới 1001 lý do để mà ngài không có tranh luận với đời. Thứ nhất, ngài có thích cái gì nữa đâu. Thứ nhất, vị A-la-hán không còn gì để thích. Thứ hai, ngài cũng không có gì để ngài phải ghét. Cái thứ ba, ngài biết rất là rõ mọi người và mọi sự nó vốn dĩ là gì. Thì chỉ cần ba cái này thôi, nếu mà nói thêm nó tới tới 1001, nhưng mình chỉ nói ba cái này thôi. Thứ nhất là ngài không còn gì để ngài thích. Thứ hai, ngài cũng không có cái gì để ngài ghét, bực mình, bực mãn. Và cái thứ ba là ngài biết rất là rõ cái bản chất của mọi người và mọi sự. Mọi người là cái gì? Chỉ là danh sắc. Còn mọi sự là gì? Ngài biết rõ là cái chuyện mà người ta đâm chém, người ta thù oán, chỉ người ta gây hấn, người ta mâu thuẫn, người ta xung đột, ở đâu nó ra, mà bản chất thật sự của những cái đó là cái gì? Nó là toàn là hiểu lầm không thôi. Thì khi một người mà không còn gì để thương, không còn gì để ghét, không còn gì để hiểu lầm nữa, thì cái người này làm gì mà còn có cái lý do để mà đấu tranh, để mà xung đột với thế gian nữa. Rồi tiếp theo,
vú suy tăng nó sạch tiếng. Cái bản tiếng Việt dịch là sống không ngoại vị thì nghe nó kỳ lắm. Sống không ngoại vị nghe nó kỳ lắm, mà là cái chữ này nó có nghĩa là ở trong những cái đoạn kinh mà mô tả cái sự chứng đắc của vị thánh ấy, thì có mấy cái câu mà tôi hay nhắc đó là vú xí tao và rồi các tác Karaniyo Ohita Bahá Haru vân vân. Có nghĩa là phạm hạnh đã thành, cứu cánh đã thành, gánh nặng đã đặt xuống mà phạm hạnh đã thành, chuyện nên làm đã làm. Thì cái vú Sittava đây là cái vú Sittava Katakaraniyo, chuyện nên làm đã làm, và cái phạm hạnh đã thành là vú Sittava Brahmacharya, là cái phạm hạnh đã thành đây nghĩa là đã hoàn tất rồi, đã xong xuôi rồi. Vú xí lộn luôn, chữ vú xí phải viết xí từ viết sai nha, vú chữ vú xí Sittava có nghĩa là cái người đã đi xong rồi. Thì cái vú xí tăng nó sạch tí ở đây có nghĩa là sao? Tôi là người giàu có, tôi là người giàu có, tôi rất là nhiều tiền, và cái tiền nó hoàn toàn nó có thể, hoàn toàn có thể sẽ rời khỏi tôi một ngày nào đó và tôi trở thành người ăn mày. Tôi là người trí thức, nhưng một ngày nào đó tôi có thể nghi ngờ những cái biết của tôi, và một ngày nào đó tôi có thể trở thành một người mất trí, một ngày nào đó tôi trở thành người say rượu nghiện ngập, tôi không còn nhớ nữa, những cái biết của tôi nó hao mòn từ từ, chứ không phải mình nghĩ là mình là tiến sĩ thì cái biết nó còn nguyên, không phải đâu, nó vì lý do nào đó, hoặc là bây giờ chỉ cần ai nó lấy cây gõ đầu tôi cái bon cái là xong, nếu mà chết thì khỏi nói, còn nếu mà sống nó cứ cà tửng cái cười 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 nó nhìn mây mà cười, đó là thấy thua rồi nha. Cho nên tất cả những cái khó có phàm phu là đều có khả năng bị mất đi. Nhưng mà trong chú giải nói thế này, tất cả những cái khó có phàm phu đều có thể bị mất đi, nhưng mà riêng cái gì vút xuống tầng nó sẽ đi tí, riêng đối với cái bậc lậu tận thì cái gì mà vị đó đạt được không thể mất được. Bởi vì sao? Vì Ariya mắc cái qua xô nó sạch tí, vì cái đời sống hay là cái đức tánh hay là những cái gì mà cái vị thánh mà thành tựu được thì cái đó không cách nào nó mất được, chỉ cái khi nào vị đến niết bàn thì thôi. Không mất được không phải là nó không có vô thường, nhưng mà chúng ta biết vô thường nó có hai, không biết trong rung được có biết cái đó không, có hai cách vô thường. Vô thường là có hai cách vô thường, một là từ có thành không, và hai là từ cái này mà chuyển sang cái kia. À, vô thường có hai cách đó. Dầu là vô thường của đất đá cây cỏ núi non sông rạch con người, hay là sự vô thường của danh và sắc, thì nó chỉ nằm trong hai cái này thôi. Thứ nhất là từ có thành không, có nghĩa là có sanh thì có tử ha, hoặc là hồi lặn hồi thì nó màu xanh rồi nó chuyển qua màu vàng rồi màu đỏ rồi nó chuyển qua cái màu xám rồi màu đen, nó rớt rụng đất những loại cây trái. Cái vô thường nó có hai trường hợp, một là từ có thành không, rồi cái thứ hai là từ cái này nó chuyển sang cái kia. Thí dụ như mình nói phàm phu mình đi, thì tâm là phải có vô thường, tâm thánh hay tâm phàm đều có vô thường, là cái sát na nó xuất hiện rồi thì nó phải biến mất để nhường chỗ cho cái sát na sau nha, nó tiếp nối liên tục thành một cái dòng chảy không ngừng cho đến bao giờ mình viên tịch thì thôi nha. Thì mà quên nói chỉ viên tịch tôi mới nhớ, cái người Việt mình xài ảo lắm nha, cứ là cứ tu lâu là cứ là viên tịch rồi, chứ cái chữ viên tịch nó khó xài lắm ạ.
Viên tịch ở đây có nghĩa là mình chỉ nếu mà hiểu chữ viên tịch mình cho nó đàng hoàng, viên là coi như là trọn vẹn ha, viên là tròn là vẹn hay là trọn vẹn ha. Còn tịch ở đây đó, mình biết mà tịch ở đây nó trong tiếng Hán là tắt lửa, nó tắt đi, thì viên tịch đây là chỉ cho cái sự ra đi và vĩnh viễn của vị La Hán, của Đức Phật. Còn mình đó là mình đi quá xa đi, cho nên bây giờ mình dùng nhiều cái chữ mà mình tưởng là hay nhưng mà thật ra phải xét lại. Ví dụ như chữ nhập niết bàn, à tự nhiên tôi nói này tôi cũng kiếm cớ, tôi chen chen vô mấy cái mà tôi muốn giảng kinh, nhưng mà tôi luôn luôn tôi tìm dịp để tôi chen vào những cái điều mà tôi rất là muốn nói, những điều tôi gọi là trăn trở đó. Mình không thể nói nhập niết bàn được, bởi vì làm có cái chuyện gì có chuyện nhập, cái ngọn lửa nó tắt là đủ rồi nha. Và tôi đã kể hầu quý vị một câu chuyện mà không biết quý vị còn nhớ hay không, rồi cái câu chuyện nó đáng để quý vị là lấy son mà vẽ lên trên kiến, đáng để mình đàn bà lấy son vẽ lên kiến, đáng đàn ông xăm lên người. Đó là câu chuyện thế này: có người hỏi một vị thiền sư, ông hỏi lắc léo thôi, ông hỏi với ngọn lửa tắt đi về đâu, thì vị thiền sư mới trả lời thế này: muốn biết ngọn lửa nó tắt nó đi về đâu thì phải hiểu coi nó từ đâu nó tới. Không biết Trọng Trung có nghe kịp không, không biết có Trọng Trung có nghe kịp không. Ở cái câu hỏi đó, cái câu chuyện nó rất là hay. Ông hỏi cắt cớ, hỏi về thiền sư chứ ngọn lửa tắt rồi đi về đâu, thì ngài trả lời là muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì phải nhìn lại xem nó từ đâu nó tới. Thì đó chính chỉ cần hai câu này thôi, chỉ cần cái câu nói thì muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì phải xét xem nhé, phải xét lại xem coi nó từ đâu nó tới. Thì chỉ hai câu này nó là toàn bộ cái giáo lý duyên khởi, toàn bộ giáo lý duyên khởi của Phật giáo, cả chiều xuôi lẫn chiều nghịch. Và cũng hai câu này nó thu gọn toàn bộ Phật ngôn trong hai câu này. Tôi nghĩ rằng tôi nói mà tôi không có ngại nha, tức là muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì phải xem nó từ đâu nó tới. Cho nên cái chữ viên tịch chỉ dùng cho vị A-la-hán thôi. Thứ nhất, thứ hai cái chữ niết bàn, niết bàn nó từ chữ niết bà tiết, có nghĩa là khi mà cái thân ngũ uẩn này nó không còn cái điều kiện nó tiếp tục nó tồn tại nữa, và đương sự cũng không còn có cái thức tái sanh nữa, thì gọi là parinibbana tiết, cái sự viên tịch hết. Đằng này mình tặng cái vô cái chữ nhập vô là thấy trái quát, giống như là chữ nhập này là giống như nó có cái cửa để mình bước vô, hoặc như nó có một cái cõi Phật, nó có một cái Phật giới, Phật cảnh, Phật sát, Phật quốc để mà mình bước vô trong đó. Thì không phải nha, không phải, cái này không có gì mà nhập ở này hết á, mà mình quen là do mấy ông thầy Tào ông tặng mình rồi mình cứ xài nha. Mình ông tôi có anh thầy ba Tào anh tặng mình cứ xài riết đời này qua đời khác, rồi mình tưởng là hay. Mà nó vui nhất ở một chỗ đó là khi mình đã quen dùng như vậy mà ai ha, ai mà có cái ý kiến mà bài xích không đồng ý ha, là mình nổi điên lên. Mình nổi điên lên là vì sao, là vì mình nhớ mình lọt vô trong cái câu ca dao là cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mà tiếc không cầm vàng này. Hoặc là trong kinh kể cái chuyện mà có mấy người mà họ đi gánh cỏ khô đó, họ lỡ gánh lâu quá rồi tới lúc mà coi như là kêu họ liệng xuống họ tiếc là vậy đó. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mà tiếc cái công cầm vàng. Hoặc là tôi nhớ thời xưa, hồi xưa lúc Đông Âu chưa bị sập á, Đông Âu rồi Bungary tiệp khắc rồi đó chưa có sập, thì bên Bungary nó có một cái câu chuyện thế này, là có cái ông cán bộ đó, đó thời nó chỉ có cán bộ thôi, cán bộ mới có tiền thôi, nhưng mà xứ nào cũng là cộng sản mà, thì coi như là ông đi trên đường ông mới gặp cái ông nó vô gia cư mà coi như nghèo khó, ra ngồi đói lạnh ở bên đường. Cái ông mới kêu ông này, ông nói đang làm cái gì, có rảnh tay giúp ông chuyện hay không, cho tiền. Thì ông kia ông nói thì ông thấy sao, tôi đang gánh cỏ gánh rơm cho người ta nè, người ta đi làm mướn người ta cho tôi gánh cỏ mà giờ chưa có gian uống đói quá. Thì ông cán bộ ông nói bây giờ thế này, tôi có tủ vàng đồ đắt tiền lắm, tôi muốn khiêng đi mà tôi khiêng không nổi, bây giờ ông kia tôi trả tiền cho ông. Thì tôi hỏi ông cái đống rơ, cái bó rơm, hai gánh rơm khô này nè, nó bao nhiêu tiền? Ông kia nó 5 đồng, nếu mà bán ra được 5 đồng. Thì ông cán bộ móc ra 5 đồng nó nè, bây giờ tôi coi như là tôi mua cái gánh rơm này đi, nhưng mà tôi không có lấy.
ông cứ kiếm cái chỗ nào đó ông để cái nơm đông đông lề đường đi, rồi ông đi tay không tới chỗ tôi, ông khiêng đồ giùm tôi, rồi tôi trả tiền công riêng. Nhưng mà còn bây giờ cái gánh rơm này coi như tôi mua rồi, xong đưa ông 5 đồng, coi như ông đừng bận tâm đó nữa. Thì ông nông dân nó mừng lắm, ông lấy 5 đồng mở túi mà ông đi theo cán bộ, ông đi được lát ông quay trở lại. Đúng giờ cán bộ ông thấy cũng tính bơm đi đi, hồi xong thấy ông nông dân cứ quay lại ông chờ. Thì ông cán bộ ông hỏi chứ có cái gì mà ông cứ nhìn hoài phía xa vậy. Thì ông nông dân nói thiệt, cảm ơn ông cán bộ cho tôi 5 đồng, tôi được 5 đồng tôi không cần phải gánh rơm, nhưng mà lòng tôi mới yên. Là bây giờ cái gánh đó là do tôi lụm trên ruộng nó rất là vất vả ha, rồi tôi gánh đi một quãng đường rất là xa, rồi bây giờ tự nhiên bây giờ tôi cầm 5 đồng là đúng rồi. Nhưng mà ít ra 5 đồng cái đống rơm nó phải được, tôi thấy ai mà dùng nó, hoặc là tôi dùng hoặc ai dùng, chứ bây giờ tự nhiên mình thấy thì gánh mấy cây số rồi bây giờ để cho nó nằm ở đó cho lòng nó mới yên. Cái câu chuyện đó tôi cố ý tôi kể không thành chuyện cười, chứ thật ra đó là câu chuyện cười, tức là ông đi mà cứ nhìn lại hoài à. Nhưng mà tôi cố ý tôi kể cho nó thật là bi thảm quá câu chuyện, tôi muốn nói mình cũng vậy đó. Cái điều kia mình chỉ là người gánh rơm thôi mà mình vô mình tiếc ấy, mình tiếc ấy. Có những cái nó tào lao mà mình cứ mình đi thay lỡ theo đuổi nó mấy chục năm rồi bỏ không có đành à. Mà mình thành thánh làm sao, là dám buông cái gì không cần lắm thì buông, thì đó chính là thánh. Chỉ vậy thôi, cái gì không cần nên cầm nắm gồng gánh nữa thì buông, thánh nhân là vậy đó. Là qua sông, còn mình thì sao, muốn qua sông thì còn phải có bè, qua sông rồi liền nghe bè lòng không có yên, không có đành, lòng không có cam tâm. Ví dụ như vậy đó, nhớ cái chỗ đó, giữ giới 1 tháng được 8 ngày bát quan, nghe được mấy thời pháp nhà lạnh của mấy cuốn kinh rồi xong là coi như vô địch võ lâm. Rồi lâu lâu mà có điều kiện đi Miến Điện, nó lan về cái mặt trầm 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 không nói chuyện, vì lúc này đã hành giả có cầu chứng rồi nha. Bệnh ở đó đối với tôi gọi là bệnh nha. Ok, cho nên ở đây đó là coi như là mình trở lại với bài kệ đó ha. Thì đúng rồi, trong đây có một câu thế này: ai không tranh luận đời chính là sa môn không tranh luận đời ha. Rồi ai sống không ngoại diệt, ở đây đó cái chữ này nè, trong đây mới giải thích thế này là Samana năng quốc sư tăng nó sạch tí, có nghĩa là cái thánh tâm, cái thánh tâm của vị sa môn không thể nào bị mất. Samana ích chăng paricca năng tí, cái vị sa môn biết rất rõ cái lý tưởng sống ở đời là gì. Ở đây là ai rõ ham muốn đời, cái câu này phải dịch lại là vị sa môn là người biết rất rõ mọi lý tưởng sống ở đời là cái gì. Lý tưởng sống ở đây chỉ ít chăng là ý muốn, mà tôi dịch là lý tưởng sống, có nghĩa là ai sống cũng có cái chỗ để nhắm đến hết, mà vị sa môn biết rất rõ là hãy còn có chỗ nhắm đến, có nghĩa là còn có đường đi, mà hãy còn có đường đi thì còn có sanh tử. Mình tu để cho nó cùng căn mạt kiếp. Ở ngoài đời 4 chữ người ta sợ, chứ đúng ra trong đạo chữ cái hay lắm, tu để cùng căn mạt kiếp. Ngoài đời nó chửi con nó là đừng có chung cái xào đồ coi chừng hết đầu thai, nhưng mà thật ra đó, mình cầu cho nó hết đầu thai nha, cầu cho nó hết đầu thai. Mà nếu mà chung xào đồ mà nó hết đầu thai được đó, thì cũng nên chung, mà khổ chỗ càng chung nó càng đầu thai dữ nữa. Cho nên cái chữ ít chăng ở đây đó nó có nghĩa là lý tưởng sống, phải dịch nó thoải mái như vậy nha. Chứ còn cái cư cư mà cái ôm từ điển đó, thì nó buồn lắm nha, từ điển nó buồn. Sa môn là cái người hiểu rất là rõ mọi lý tưởng sống ở đời. Mọi lý tưởng sống ở đời nghĩa là còn có chỗ nhắm đến thì còn có tái sinh, mà còn có tái sinh thì còn có luân hồi. Hiểu rõ được lẽ này sa môn buông hết, buông hết. Thì đó, chính vì buông hết mới được gọi là sa môn. Rồi kesang phocisyan, cái chữ phô chích sĩ dân ở đây cái tiếng Bali gọi là Adha Sapha Vô. Chữ này rất là hay, Adha Sapha Vô. Nhà Minh Châu người dịch là tự tại nha, Minh Châu dịch là tự tại. Còn ở trong chú giải thì dịch là giải thích Adha Sapha tức là nô lệ ha, Adha Sapha là nô lệ, mà Adha Sapha là tự chủ tự quyết. Bởi vì nhắc lại, đa xá là nô lệ mà quên nữa. Các vị nhớ nha, tiếng Bali nó cũng rộng lắm. Cái chữ ba hú, chữ ba mà gạch dưới đó
Ở gạch trên cái chữ ba, nó ba hú là cái cánh tay. Để, mà cái ba hú nó có nghĩa là nhiều. Để, chỉ trừ trường hợp văn phạm thôi, giống như ba hú sát chăng. Ở đây có nghĩa là chữ, nó đồng nghĩa với cái chữ ba hú xúc tác, nghĩa là đa văn. Thì trong trường hợp này do cái văn phạm mà từ chữ ba hú chuyển thành ba hú, nhưng mà trong trường hợp đặc biệt đó thôi nha, nhớ trong trường hợp đặc biệt đó thôi, thì ba hú sách chăng nó đồng nghĩa với ba hú xúc tác, nghĩa là đa văn, nghe nhiều, học nhiều, đa văn quảng kiến, đa văn quảng kiến. Chỉ riêng trường hợp đó thôi, chứ còn mà tại vì trường hợp đó bác mà thành ba là do văn phạm nó biến thể thôi nha, chỉ còn phải nhớ là ba, tiếng Mali nó quan trọng chỗ cái gạch, cái dấu dấu trường, dấu đoạn âm quan trọng lắm. Thì cái ba hú là cánh tay, mà ba hú là nhiều, rồi đa sát là nô lệ, nhưng mà đa sát là số 10. Cho nên khi mình đọc là đa sát ba ra mi có nghĩa là thập độ, là 13 lăng mặt, nhưng mà mình đọc đa sát ba ra mi là trái quá, bởi vì đa sát là nô lệ nha. Đa sát là nô lệ mà đa sát là số 10. Như vậy thì phô chích si dân ở đây nó có nghĩa là đa sát tha vô, có nghĩa là cái sự tự quyết, cái tha hóa là này, là các vị thường dịch là trạng thái. Nhưng mà ở đây mình sẽ hiểu là cái tình trạng, hay là cái sự. Ở đa số tha hóa là sự tự quyết, sự tự quyết, nhớ nha, sự tự quyết. Sự tự tại tự quyết có nghĩa là mình không có bị sống, không có bị lệ thuộc vào cái thích và cái ghét nữa. Nói cho cùng cái vị để ý là cái đời sống mình nó là một cái sự lệ thuộc kinh khủng lắm, và mình cứ nó cứ nghĩ rằng nô lệ đầy tớ ở đợ có nghĩa là phải thờ chủ, còn mình đâu phải nô lệ cho ai, mình đâu phải đầy tớ, mình đâu có ở đợ cho ai. Sai bé, mình mới là vô địch gì ở đợ, mình là vô địch là đầy tớ là mình, có nghĩa là những quyết hả? Có nghĩa là một ngày như vậy là mình phải để cho cái thích và cái ghét nó nắm đầu mình, nó đưa đi. Tôi phải dạy chỉ nắm đầu, nó nắm đầu nó đưa mình đi mỗi ngày mà thậm chí là mỗi giờ đó, tức là mình không được tự tại, không được tự tại. Bây giờ tôi sẵn tôi hỏi thiệt cái gì một chuyện thôi, hỏi một cái gì quý vị có thể tự làm được hay không? Quý vị cứ nghĩ rằng mình tự tại, nhưng mà thật ra đó là mình làm cái gì cũng do mình cũng nhắm vào cái mình thích và nhắm vào cái mình ghét. Mình làm cái gì mình cũng né, mình cũng làm sao mình né được cái mình không thích rồi chạy theo cái mình thích, đúng rồi. Nhưng mà cái này là cái đơn giản này, mình cứ nghĩ rằng nằm ngủ là mình nghỉ ngơi, đúng không? Nhưng mà thật ra không phải. Các vị hãy thử làm cái này nè, nó lợi lạc vô cùng. Mà bản thân tôi nghĩ khi nào không có chánh niệm tôi làm mới được. Đó là mình nằm trên giường, mình tự 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 hỏi mình có đang thư giãn thật sự hay là mình đang gồng. Thì theo khoa học, theo anatomy thật sự đó, thì khi mà mình ngủ, ở khi mình ngủ thì thôi, mà khi mình thức lúc mình nằm ra bây giờ mình cũng gồng hết mấy cơ mình, cái cơ bắp mình nó không thật sự buông buông thả thư giãn đâu. Mà mình cái chuyện mình không biết, mình cứ thử mình đang nghĩ cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà mình cũng không biết. Cũng giống như hồi nãy là tôi nói rằng cái tâm của mình nó bị nô lệ phiền não mà mình không biết. Thì bây giờ tôi trả lại cái thân là cái đơn giản hơn. Thật sự các vị thử đi nha. Sao buổi giảng này các vị lên giường các vị làm thử đi. Nằm yên mà để ý hai cái tay mình nó thật sự là nó có gồng hay không. Tôi đang nói mà tôi cũng đang tập trung chánh niệm, tôi đang để ý này. Rồi cái lưng của mình nó có đang thật sự nó có gồng hay là nó buông. Rồi hai chân của mình nó có gồng hay là nó buông. Hai tay, hai chân, cái mình, rồi cái gì nữa? Cái đầu, cái gần cổ của mình. Nó đã có đang thật sự nó buông hay là nó đang gồng, và sau cùng là toàn thân của mình nó đang gồng hay là nó đang buông. Cái này quan trọng lắm, tức là thay vì là mình thấy mỏi mình leo lên mình nằm, bây giờ kể từ bây giờ mình thử thì cái là lết lắm. Cái bị sao thì lết cái gì? Tôi xin thưa, chánh niệm, nằm mà chánh niệm mới thật sự là nghỉ ngơi. Mình để ý cho mình có phải buông thả chưa, lúc đó mình theo dõi quay nghiêng nằm một cách phải nói là triệt để, theo dõi một cách triệt để. Mình nhìn kỹ, mình xem kỹ, mình quan sát kỹ coi có phải là mình đang nghỉ ngơi hay không. Thì lúc đó mình thấy thì ra mấy chục năm trời trong đời của mình chưa bao giờ mà mình nằm nằm nghỉ ngơi mà cái cơ thể nó không gồng hết. Thì cái chuyện nhỏ xíu đó thôi, thì tôi muốn nói qua cái tâm mình có bao giờ để ý mình sống mình bị nô lệ, mình bị lệ thuộc vào cái phiền não hay không. Mình không để ý từ một cái động tác nhỏ xíu
bộ động tác nhỏ xíu của mình cũng là do phiền não và đẩy. Để cả cái hơi thở của mình cũng vậy, cái hơi thở của mình khi mình sơ ý mình không có thấy nha. Theo trong cái diệu pháp nói đó, cái sát tâm đó, cái hữu phần nó sẽ tạo ra hơi thở đúng, nhưng mà khi mình thức ấy, nếu mình có chánh niệm mình sẽ thấy mình thở bằng tâm tham. Bởi vì mình thở mà tôi nhắc lại, hữu phần có thể tạo ra hơi thở là chỉ trong lúc ngủ thôi, chứ lúc mình thức ấy, mình ta thấy rằng nó là mình có thể dùng cả cả tâm tham để mình thở nữa. Thế thì mình thấy hơi thở cái phổi mình mà nó đầy rồi đó, thì tự nhiên nó phải đẩy ra, đẩy ra nó mới thấy dễ chịu. Thì trong lúc mình dễ chịu này nè, đó là tâm tham đó. Rồi khi nó đẩy ra hết cái phổi nó trống rồi thì sao? Thì do cái nhu cầu sinh học tự động mình phải kéo cái hơi mới vô, thì lúc kéo vô mình nó có cái sự dễ chịu, có cái sự thích thú trong đó, mà tại vì nó quá nhanh, nó quá ngắn đi, nên mình không có ngờ, mình không có ngờ được, mình không có ngờ rằng là mình thở ra thứ vô bằng tâm tham. Rồi dĩ nhiên tôi đang nói tâm tham, tôi thấy nguyên một 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 phút có rất là nhiều loại tâm nha, mà đây tôi chỉ nói mình riêng cái tâm tham thôi. Rồi thì là cái đó là nói về cái thân, mà nói về cái tâm mình, nói về cái tâm mà nói về cái thân mình. Nếu mà mình chánh niệm một chút, mình sẽ nhận ra một sự thật mà mình không bao giờ mình ngờ được, đó là cái thân mình nó luôn luôn trong tình trạng căng thẳng và đau đớn. Tôi nhắc lại, cái thân của mình nó luôn luôn trong tình trạng căng thẳng và đau đớn. Cái điều này nó có liên hệ đến điều nãy tôi nói đó, có nghĩa là chúng ta sống không thật sự, không có tự tại, có nghĩa là cái thân và tâm của mình nó luôn luôn trong cái tình trạng rất là náo nhiệt, rất là náo nhiệt, rất là nặng nề, nó lệ thuộc rất là nhiều thứ nha, rất là nhiều thứ. Vì mình phóng dật cho nên mình thấy là khi nào nực mình quạt thấy nó mát, mình tưởng sung sướng, chứ thật ra đó khi mà mình chánh niệm được một chút mình sẽ thấy đó, mình lắng tâm một chút. Ngày sau Phật thì nói giống như là muốn nghe, lắng nghe cái tiếng chuông mà nhỏ đó, tiếng chuông lúc mới đánh thì nghe rõ, nhưng mà muốn nghe được cái tiếng chuông mà nó chỉ còn là cái dư âm dư hưởng thôi đó, thì cái tâm mình nó phải vi tế theo nha. Ở đây cũng vậy, khi mà mình muốn theo dõi danh sắc mà nó ở một cái mức độ mà nhỏ nhiệm vi tế nhất, thì cái tâm nó cũng phải sâu lắng theo. Thì lúc đó đó, ở một cái mức độ sâu lắng mà đúng mức á, thì tự nhiên mình mới nhận ra là thì ra cái tâm của mình luôn luôn là phiền não, không tham gì sân, và cái thân của mình nó luôn luôn, cái thân của mình nó luôn luôn sống trong một cái tình trạng căng thẳng và đau đớn. Chỉ đau đớn thì tôi biết nhiều người không đồng ý, nhưng mà cứ thử đi. Vì sao nó căng thẳng đau đớn? Xin thưa, nó là một cái nhà máy phức tạp bậc nhất trên thế giới. Có những cái nhà máy mà lắp ráp xe hơi, lắp ráp máy bay, lắp ráp tàu thủy, thật ra nó không có rối bằng cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình nó trên từng cm vuông, từ cái ngón tay của mình lên đến sợi tóc, nó luôn luôn trong một tình trạng hoạt động ráo riết, mà cái chuyện đó mình không biết. Nếu mình không có học về sinh vật học, mình không học về sinh vật học, mình không có ngờ được, mình không có học về anatomy, mình không có học về khoa học, mình không có ngờ được là cái cơ thể của mình nó luôn luôn trong tình trạng làm việc kinh hoàng lắm nha. Và các vị biết bây giờ chỉ cần mình lấy cái máy thính chảnh, cái máy cái ống nghe của bác sĩ, mình đặt vô trong trong người của mình nghe cái nhà máy đâu đó nó đang làm việc, cái tiếng động mình chịu không nổi. Và nếu mà mình khuếch đại cái âm thanh lên nhiều lần, khoảng chừng 50 lần cái âm thanh thật mà mình nghe được từ cái ống thính chảnh đó, ha, mình nhân lên, mình khuếch đại âm thanh đó, lên thành 50 lần là mình nghe không nổi, điếc rãi luôn. Cái trong đó một cái nhà máy nó đang làm việc rầm 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 trong đó, kinh khủng lắm, dễ sợ lắm. Và tôi từng có dịp mà tôi xem những cái thước phim mà về cái cơ thể con người, và tôi cũng từng có dịp đi xem những cái viện bảo tàng mà về cơ thể học đó, anatomy ở New York, dễ sợ lắm. Cái cơ thể mình máy móc chăng chỉnh trên trong đó, và chính vì vậy cho nên đó, khi mà mình muốn chết nó phải dễ, nó phải có một cuộc đảo chánh để mà đình công, một cuộc đảo chánh để mà nó làm rối loạn hết mọi thứ trong đó, rồi mới dẫn đến cái chết, dẫn đến cái sự sụp đổ của cái sự sống được, không phải đơn giản đâu nha. Cho nên tôi đã là cái chữ tự tại của Sa môn là sao, có nghĩa là đối với vị thánh là coi như toàn bộ cái rắc rối của tâm là coi như xong rồi đó, còn mình là chỉ riêng về cái thân là đã rối rồi, nói chi là cái tâm. Còn các vị thánh là coi như về cái tâm, cái ngày sống không có lệ thuộc nữa, cho nên trong trường hợp này được gọi là tự tại là vậy đó. Tôi biết tôi nói rất là xa cái đề gốc, nhưng mà nó chỉ có lợi thôi nha. Rồi tiếp theo là vị Sa môn gọi là cái phô chí si văn, đây có nghĩa là adda sa va vô, là cái trạng thái không nô lệ. Ở đây chính là cái sự tự quyết, cái khả năng tự quyết ở đây nha. Thì tiếp theo là gì?
Rồi xong mấy câu sau khỏi vô thích luôn. Samanang ma ta bit ma ta bita thành tha ta quanh năng đi năng bất tích tăng. Sa môn chính là cái người mà cha mẹ và anh chị huynh trưởng trong nhà có thể đảnh lễ, trong khi đó vua chúa thì không. Mình là vua thì nhiều lắm người ta sợ cái uy của mình người ta không có cúi đầu trước mình thì người ta thì mình sẽ giết người ta, cho nên ta đành phải cúi đầu, chứ chắc gì trong bụng người ta đã chịu cúi đầu nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hoàng thái hậu đâu có cần quỳ trước vua. Hả? Thái thượng hoàng đâu có cần quỳ trước vua. Hả? Nhưng mà riêng vị sa môn thì khác. Vị sa môn nếu là vị a la hán thì đến cả phạm thiên còn phải quỳ xuống. Có ai biết được rằng trong cái đêm cuối cùng, trong cái đêm cuối cùng của ngài Xá Lợi Phất thì chính Đức Thiên Vương Lý Thích xuống xin được đi đổ ông nhổ cho ngài. Ngài cản nữa không? Không. Bởi vì ngài muốn gieo cái duyên lành cho cái này. Bởi vì ngài biết rất rõ ngài là ai. Còn mình bây giờ mình nghe nói là bị bệnh mà bà mẹ hầu hạ là mình chịu không nổi, nhưng mà trong trường hợp này cái vấn đề này nó tôn giáo một chút, tức là ngài, là ngài biết ngài là ai, ngài ngài muốn ngài, ngài muốn cho bà, vì bà mẹ rất là thương ngài, ngài bỏ nhà ngài đi từ hồi trẻ mà bà mẹ thương đến mức mà cái căn phòng ngày xưa mà ngài chào đời mẹ vẫn giữ đó, chờ ngài về đến năm mà ngài 84 tuổi, lúc là bà đã 120 tuổi rồi ha, mà bà vẫn chờ chờ ngài về. Mà đúng buổi chiều hôm đó người người hầu ở ngoài chợ ngoài đường ngoài phố chạy về nói bà ơi nguyên đó mà, và bà ơi cậu về rồi mà cậu có đem về dẫn theo về 500 vị sư nữa, thì cậu nói bà sắp chỗ giùm, thì nhà bà rất là giàu, ok bà vô bà sắp, bà kêu người hầu sắp 500 chỗ ở cho 500 chỗ qua đêm nha các vị tỳ kheo, còn riêng phần bà thì bà chỉ cần bà mở cửa phòng đó là bà thu xếp cái gì cần thiết là ngày về ngày có chỗ ngày nằm. Thì đêm đó là ngày bị kiết lỵ trước khi ngày mất, mà chứ đầu hôm thì là tứ thiên vương, rồi đêm giữa đêm đó là đế thích, rồi thì phạm thiên xuống hầu ngài. Và khi mà đế thích ngỏ ý muốn phục vụ ngài như là một người học trò thì nói không, hãy để cho bà đại tín nữ làm chuyện đó. Thì lúc đó cái tâm của bà đang vui mà đang vui, hãy để cho bà làm. Thì từ cái chỗ bà vui như vậy, vì trước đây bà cũng có cái ý trách là tại sao mà ngài dắt một lúc tất cả em út đi tu hết. Gia đình ngài Xá Lợi Phất có 7 vị a la hán, dễ sợ như vậy. Trong gia đình ngài Xá Lợi Phất có 7 vị a la hán, mà trong đó là có hai vị gọi là đệ nhất và đặc hạnh, có nghĩa là ngài 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 Xá Lợi Phất là đệ nhất và trí tuệ, còn cái vị thứ hai đó là cái vị gọi là Khandira Vanija Arivata, tên dài như vậy đó. Khandira, Khandira là cái keo, Khandira Vanija, Vanija là cái rừng, cái tên ở ngoài đời đó là Revata thôi, nhưng mà đi tu rồi người sống trong rừng keo đó. Cái cây nó gai dữ lắm, mà Khandira là cái tên tên cây, mà Vana là rừng, mà Khandira là người sống trong cái rừng keo. Còn tại sao mà kêu Revata đây, tại sao cái tên này gắn liền với cái đó, là bởi vì thời Đức Phật cái người mà tên Revata nhiều lắm, cho nên chư tăng phải kêu một cách phân biệt, ở Revata nào nó cái Revata mà sống trong rừng 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 đi keo á. Thì Đức Phật và Chư Tăng đã từng đến thăm thăm vị này, và trên đường đi đến đây đó là coi như là nghe nói thôi, nghe đồn ở đây là khu rừng mà quan kiểu mà cứ dùng mà ma thiên nước độc nha, nhưng mà ngài là vị đệ nhất ẩn lâm, ngài Đế Bồ Tát là đệ nhất ẩn lâm chuyên sống trong rừng. Thì Chư Tăng nghe đồn ở chỗ là ma thiên nước độc, mà có điều lạ sao vô tới nơi thì không thấy như vậy, thấy đường la xá thênh thang rộng rãi, xóm làng giàu có trù mật sung túc thịnh vượng, ông kẻ đi qua bà đi lại quần hồng áo lục, rồi thanh niên thiếu nữ là dập dìu ngựa xe như nước áo quần như nêm. Thì các vị về các vị mới nói kỳ ta, ai mà nói ma thiên nước độc, trời ẩn lâm, mà ẩn lâm kiểu đó là tôi vô rừng tôi ở liền đó, nếu mà rừng kiểu đó. Thì lúc đó đó trong kinh nói Đức Phật ngài biết chứ tăng không có phục, cho nên ngài mới chú nguyện, ngài chú nguyện cho một vị gì, cho hai vị kia bỏ quên đồ, bỏ quên đồ trong khu rừng đó. Tức là Đức Phật ngài nói là hôm nay tôi sẽ đến thăm Revata, thì chư tăng đi theo rất là đông,
đối với những vị mà đi thấy vô thấy trong đó nhà cửa phố xá đã quá thì các vị có lòng có phục thì Đức Phật ngài mới tìm cái dịp để ngài giải thích, thì ngài mới chú nguyện cho hai vị tỳ kheo bỏ quên đồ, thì hai vị này đi một đổi mới chợt nhớ mình bỏ quên đồ mới quay trở lại thì ôi thôi không còn gì hết, rừng hoang vu không có gì hết, thấy đồ của mình nó treo trên nhánh cây thôi. Thì lúc đó các vị mới thấy làm lạ, thì khi mà chư tăng á chia ra hai nhóm, một nhóm đi về trước và nhóm đi về muộn, thì cái nhóm đi về trước gặp ông cấp cô độc, ông mới hỏi chư tăng mấy hôm nay đi đâu, thì chư tăng mới nói hôm nay đi thăm ngài Revatat. Trời, tôi có chỗ của ngài, tôi nói nó còn hơn cái kinh thành Savatthi, tôi nói bà con đông đúc rần rần như vậy đó, mà sao không biết sao mà Đức Phật này lại khen vị này là đệ nhất ăn lâm, tôi không biết. Thì cái đám về sau đó thì lại kể khác, họ nói trời đất ơi chưa có thấy trên đời này cái khu rừng nào mà nhìn nó lạnh như sống như khu rừng đó, là tráng sĩ một đi là không hề trở lại ra, chỉ có thằng thông mới ra vô được thôi nha, chứ nó có cửa nào mà không có cách chi mà đi lại trong khu rừng đó mà thanh thản được hết, gai góc không thì mà hoang vu lắm mà khó khăn sinh hoạt lắm, thì em cấp độc nghe em thấy làm lạ, nó sự kỳ. Chư tăng đi chung với Phật đến cùng một chỗ mà đi về thì lại có hai nhóm nói mô tả khác nhau là sao, thì ông mới vào ông hỏi Đức Phật, thì Đức Phật thì mới nói đúng ra đó là cái khu rừng đó nó là coi như là hoang sơn giả lãnh chứ không phải không nha, cái vùng đó là con cái vùng mà coi như là ma thi nước độc đó, lam sơn chứng khí, nhưng mà vì chư thiên muốn cúng dường, chư thiên muốn cúng dường Thế Tôn và cũng dường Như Lai và chúng tỳ kheo thì họ mới hóa hiện ra như vậy, còn riêng tôn giả Kaya Devata thì cũng muốn cho chư tăng vào trong đó có điều kiện sinh hoạt tốt thì người dùng thần thông người hóa hiện phòng ốc chùa miếu chợ ở vậy thôi, chứ khi các vị về thì ngài không có ở như vậy đâu. Đó là em trai người Sở Phất, còn một vị nữa gọi là Upasi nữa nhiều lắm mà tôi chỉ lựa những vị có đặc biệt tôi kể cho nghe thôi, bởi vì nó cũng cần thiết. Ngài sẽ lại phát ngoài đời trước khi đi tu, ngài là Upatissa, rồi sau khi đi tu rồi ngài có cái tên là Sariputta, đầu khi ngài có một người em trai tên là Upasena. Đây hai anh em chia nhau, người anh đó là ngài sẽ lại phát tên đời là Upatissa, nhưng mà ngài có một cái ngoại hiệu, gọi là Sariputta, có nghĩa là con của bà Sari. Còn ngài có một người em trai tên là Upasena mà Quăng-ganh-ta-putta là con của cái ông Quăng-ganh-ta, tức là người người ngài thì ngài 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 được gọi theo theo tên người mẹ, còn người em được gọi theo tên người cha nha, Quăng-ganh-ta-putta Upasena. Mà tại sao tôi chọn cái vị này tôi kể là bởi vì vị này có một cái cuộc đời đặc biệt, là coi như là phan cái ngày Rewa Tá mà Ẩn Lâm hồi nãy này có cái đặc biệt riêng là trong ngày cưới đó, lúc ngày cưới vợ đó, nhìn thấy bà ngoại của mình già quá thì ngày mới hết hồn, thì nói trời đất ơi bà vợ mình mà vài chục năm nữa mà bà giống cỡ này thì chắc nản lắm, thì nghĩ như vậy nên ngay trong hôn lễ ngày đã bỏ trốn thì đi xuất gia, đó là ngày Rewa Tá Ẩn Lâm. Còn ngài Upasena nó quan tâm tới Bồ Tát này nè, thì khi thấy mà các anh các chị đi tu ngài cũng đi theo, ngài có đại duyên mà tu nhiều đời mà ngài đi tu và ngài chứng đắc La Hán. Thì vào một cái buổi trưa đó ngài rồi ngài sẽ lại phát, tức là sư huynh ruột của ngài đó, bà bầu huynh của ngài đó và một số chư tăng đang ở đi bát xong về ăn cơm trưa rồi thì về sinh hoạt cá nhân ở trong một cái trên một cái ngọn núi, thì lúc đó ngài Upasena ngài đang nai y ở trong một cái hang núi, xung quanh là có chư tăng đông rồi có ngài Sa Phất bên cạnh nữa, thì lúc đó có một con rắn cực độc nó rớt trên người của ngài và nó cắn ngài, thì lập tức ngài biết liền, là với cái vết cắn này này mình không cách chi mình sống được nữa, thì ngài mới nói ngài Sa Phất, ngài nói thưa sư huynh tôi bị rắn độc nó cắn rồi, tôi qua không nổi cái hôm nay đâu, xin sư huynh nhờ các vị tỳ kheo đem tôi ra ngoài giùm, tức là lúc đó là tứ chi của ngài coi như xong rồi đó, thì khi đem ngài ra ngoài là ngài Sa Phất ngài khen,
Ngài nói là thật là hy hữu thai, thật là kỳ diệu thai. Trong cái giây phút này nè, mà cái sắc diện của hiền giả Upasena vẫn chói sáng, vẫn không có một cái dấu hiệu nào của một cái người sắp ra đi hết. Thì ngài Upasena nghe anh ruột mình nói như vậy, ngài mới trả lời, ngài nói là thưa thưa tôn giả, tôi được như vậy là bởi vì từ lâu nay tôi không có nhìn cái xác thân này là tôi, là của tôi. Từ lâu rồi tôi không có nhìn cái thân này là của tôi, là tôi, là của tôi, cho nên hôm nay trong cái giây phút này tôi mới được như vậy. Và thôi tôi xin từ giả ngài và chư tăng tôi đi trước. Nói xong rồi thì ngài viên tịch, đó là em ruột của ngài sẽ là Phật đã ra đi trong một hoàn cảnh như vậy. Mà tôi đọc cho đâu chỗ đó tôi rất là hoan nghĩ ở điểm đó là chỉ có thánh với nhau mới làm được như vậy. Em ruột của mình chết trước mặt mình mà hai anh em giờ đó mà còn quởn để khen nhau thì tôi bỏ tay nha. Còn mình mà như vậy đó là mình nhảy dựng lên nha, mình nói pháp, mình hành thiền tùm lum, chứ có bây giờ mà mình gặp, bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình gặp, tôi gặp ông sư Pháp Nhiên đó mà ông bị ai mà đánh ổng là tôi chịu sao nổi ha, chịu sao nổi. Hoặc là trường hợp như sư Sư Tịnh, hoặc là sư đa khác anh em trong nhà mình đó, hoặc là mình bữa mình về mình gặp sư cậu mà nằm trong một cái phòng mà coi như nó dơ mà nó chật mà nó nóng là mình nó sốc mình chịu không nổi. Mà bây giờ mình nhìn một người thân của mình nó bị rắn nó cắn như vậy mà mình còn biết rõ là người này không qua khỏi mà mình vẫn tỉnh bơ mà như vậy. Đây là cái có trong kinh có những cái chỗ mà gọi là kinh vô tự đó. Vô tự đây không phải là không có chữ, mà vô tự đây nó người không có nói nhiều mà cái ý nó rất là nhiều. Chẳng hạn như mình thấy trong kinh cái chuyện Ratthapala đấy, xuất thân là một công tử thế gia, vậy mà nhìn thấy cái chậu cháo thiêu mà dám đề nghị người ta đổ cái cháo thiêu trong bát của mình đem về ăn. Tôi nói thật cái chứ tôi là nhà nghèo này mà tôi thấy cái thức ăn mà nó không rõ nguồn gốc là tôi đã lạnh sinh sống rồi nha. Tôi đã nói với con rất là nhiều lần tôi xuất thân là nhà nghèo, chứ còn phải nói đó là tôi có những cái kỳ lạ lắm. Thà là tôi ăn cơm với muối mà nó sạch, chứ còn cái đồ ăn mà nó ngon nó thơm mà tôi không rõ cái gốc tích tôi nuốt không nổi đâu. Ai cũng vậy, bây giờ đi ra đường hỏi mấy nhân này có giống vậy không, cái đồ ăn mà không có rõ gốc tích, cái cháo thiêu mình không biết người ta có bỏ cái gì trong đó, để gì đồ bỏ mà người ta có quyền luyện trong đó biết là bao nhiêu thứ hầm bà lằng sẵn cấu trong đó ha. Vậy đó mà ngài đành đọa ngài kêu cái người đầy tớ đổ cái cháo, ngài hỏi cái cháo đó cô đem cô bỏ phải không, nếu mà phải cô đổ vô bát của tôi đi rồi ngài đem về ngài ăn cái hết cái cháo đó. Thì tôi phải nói mà chỉ còn nước mình quỳ mình lạy ngài thôi ha. Còn ngài cái giếp mình đi bát mà coi như là người cùi thôi để bát mà nó rớt cái ngón tay trong đó ha. Mà ngày về cứ lụm ngón tay ngài liệng bỏ, rồi ngày cái ăn cái phần ăn này nó nằm chung với cái ngón tay đó, ngón tay đã lụm dục rồi, bây giờ chỉ còn đồ ăn đàng hoàng nó cứ ăn. Nhưng mà mình làm sao mình dám nha, mình thấy họ dơ quá mình thấy khớp rồi. Rồi trường hợp nữa là mình thấy trường hợp như ngày 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 sẽ lại phát với em trai của ngài, nhìn em chết trước mặt mình vậy mà vẫn ngày giờ đó mà còn ngồi khen được, thật là hy hữu tai, thật là kỳ diệu tai. Khi mà giờ phút thập tử nhất sinh này mà ta thấy sắc diện của hiền giả vẫn chói sáng, vẫn trong sáng, và người em vẫn trả lời rất là đáng mặt Nam Nhi rằng thưa tôn giả, tôi được như vậy là vì tới từ lâu ngày và rất lâu ngày tôi không nhìn cái thân này là tôi, được của tôi, cho đến hôm nay em ra đi trước. Đẹp vô cùng, chỉ có thánh được như vậy thôi nha. Ok, bây giờ nên là chính việc thánh mà thánh như vậy đó đó, nãy giờ tôi đi một cái vòng giống như lạc đề nhưng mà cuối cùng tôi quay lại có cái gì cỡ này nè, thì cha mẹ có quỳ lại dưới chân mình cũng đáng, bởi vì mình lúc bây giờ là phước điền cho họ rồi. Và chính vì có những người con cỡ này nè, cho nên khi mà cái đêm cuối cùng mà ngài sẽ phát người về đó, bà mẹ dầu chưa có biết con mình là cái gì, bà lúc đó bà còn phạm, nhưng mà thấy bà thấy cái cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách nói năng, cách im lặng, cách mỉm cười của con mình, ngài bà ngầm hiểu đây là thứ dữ rồi. Đứa con này đã không thuộc về mình nữa rồi, nó đã thuộc về trời cao đất rộng. Dạ ngài biết, bà biết. Và buổi sáng sớm là bà họ hầu ngài, hỏi thăm ngài rồi sao mà đêm trong phòng sáng quá vậy, thì ngài nói là Phạm Thiên xuống hầu. Thì bà mẹ theo bà là môn giáo và nói trời đất, Phạm Thiên là cái người mà cái nhà mình thờ đó, nó phải, mà cái người xuống hầu con đó, nó phải, hỏi con là cái gì mà Phạm Thiên xuống hầu con. Ngài không nói,
Ngài không nói, mà ngài không giải thích ngài là ai, mà ngài chỉ nói là thầy của tôi đó. Mẹ có biết không, Phạm Thiên xuống hầu thầy, hầu Phật giống như là một cái người đệ tử, một người thị giả, một vị sa di vậy đó. Thì bà nghe bà Quan Hỷ bắt đầu ngày mới giảng về bốn đế cho bà nghe. Mọi hiện hữu là khổ, mọi ham thích là đường dẫn đến khổ, là đường dẫn đến khổ, và niết bàn là sự vắng mặt của mọi khổ, và bát chánh đạo là con đường dẫn đến sự chấm dứt đó. Bà đắc quả Tu Đà Hoàn, khi bà đắc quả xong bà quỳ sụp xuống liền. Bà quỳ sụp, bà biết rằng trước mặt ngài là bà là ai, là vị đệ nhất thinh văn, thượng thủ thinh văn, đệ nhất trí tuệ của một vị chánh đẳng thánh giác. Bà biết rằng bà đã có một người con xuất sắc như vậy, nhân vật số 2, nhân vật số 2 trong toàn vũ trụ, nhân vật số 2. Và sau đó ngài chỉ nói rằng, ngài các hiền giả, ngài nói một câu giống như Đức Phật vậy: các hành là vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Rồi ngài lấy y, ngài che mặt lại và ngài nhập thiền sơ nhị tam tứ thiền. Sau khi xuất khỏi tứ thiền thì ngài lập tức viên tịch. Trong kinh nói lúc đó địa cầu rung động, địa cầu rung động, sự ra đi của một bậc đại trí như vậy. Lấy cái y che mặt lại, không hiểu vì sao. Thì cái bậc thánh như vậy đó thì đáng đáng để được cúng dường, đáng để được cha mẹ huynh trưởng lễ bái. Và cuối cùng đó chính là câu cuối cùng là chi: Samani tác cha tí hi năng áp qua đền đi các gia. Cái vị sa môn mà được như vậy đó, được như những gì mà tôi kể nãy giờ như vậy đó, thì chẳng những là đáng để cho cha mẹ huynh trưởng đảnh lễ, mà ngay cả trường hợp những vị đế vương trong thiên hạ mà có phải quỳ đảnh lễ một vị sa môn có một cái gia thế tầm thường cũng không có gì lạ. Là vì sao? Là vì có người đến hỏi Đức Phật về vấn đề gia thế của một vị tỳ kheo có liên hệ gì đến cái sở đắc và sở chứng cái vị này không. Đức Phật đã trả lời như thế này: khúc gỗ nào cũng được, miễn là nó có thể đem đốt ra lửa thì thôi. Ngọn lửa ở trên các khúc gỗ giống nhau, ngọn lửa trên các khúc gỗ, dù cái khúc gỗ đó là danh mộc hay là gỗ tạp, gỗ tạp hay là danh mộc, nhưng mà khi đã nếu mà nó đã cháy rồi thì cái ngọn lửa giống nhau. Ở đây cũng vậy, cái xuất xứ của các vị sa môn, của các tỳ kheo có thể khác nhau, nhưng mà nếu mà tu học ngon lành tới nơi tới chốn thì cái ngọn lửa mà họ thắp lên được nó giống nhau. Đó là lý do tại sao mà một vị sa môn, một vị tỳ kheo cha tí hi năng, dù có một cái gia thế tầm thường, cha tí hi năng, một thân thế tầm thường, thì đến cả cái hàng đế vương cũng có thể đảnh lễ được, là vậy đó. Ok, bây giờ đã là 7 giờ sáng, xin đảnh lễ chư Tôn Đức, xin chào quý Phật tử. Chúng ta phải mừng là vì đã kết thúc một cái chương xong. Chúng ta ngày thứ ba sẽ